đúng rồi đấy à? Mày làm gì mà kỳ thế à? Tao chẳng cái gì là kỳ hết cả. Cái loại không biết đẻ, ăn làm gì cho lắm, cơm thừa cho chó nó ăn, nó còn biết trông nhà. Còn cho cái loại vô dụng không biết đẻ này, ăn cho tốn cơm tốn của ra. Mẹ, mẹ quá đáng rồi đấy. Vợ con ăn cơm mà, trời đánh, tránh mình ăn chứ ạ? Nhưng mà con này đánh nha, chẳng tránh ai hết. Mà hai vợ chồng anh chị cũng giỏi thật, ngồi ăn ngon lành. Trong khi đó, tôi đây này, nuốt cục tức không trôi. Đi ra ngoài đường, ai người ta cũng hỏi, à bà An đã có cháu chưa? Trời ơi, tôi hỏi vợ chồng anh chị, bao giờ thì anh chị có cháu? Hả? Anh chị có biết rằng đã, tôi không dám gặp ai cả, không dám về quê gặp họ hàng làng xóm. Mang tiếng có con dâu 4 năm nay rồi mà không có nổi lên một đứa cháu. Trong khi đó, thằng Huy con chú Nghĩa kia, năm nay 19 tuổi, cưới vợ 3 năm đẻ hai thằng con trai. Con cái là lộc trời cho, mà việc gì mẹ phải ý anh nói là tôi vô phúc nên là trời không cho đúng không? Đúng rồi, tôi vô phúc thì mới có đứa con dâu như thế này. Chị cứ nói thật ra đi, chị vô sinh đúng không? Chị cứ nói thẳng ra cho tôi biết, để tôi còn đi kiếm vợ khác cho thằng Cường. Chứ cứ nhìn thấy chị như thế này, nói thật nhá, tôi đó là tôi tổn thọ lắm. Mẹ, chuyện có con cái có phải một mình con quyết định được đâu ạ? Con trai của mẹ. Thôi mà em, mẹ đang cáu. Mẹ ạ, bọn con đã đi khám hết cả rồi, vợ chồng con đều bình thường ạ, mẹ không phải vội đâu. Tôi không cần biết, nội trong năm nay không có tin vui thì tôi sẽ trả chị về nơi sản xuất. Đừng có mong thỏa hiệp với tôi. Bực hết cả mình. Anh vẫn còn ăn được à? Anh nghe mẹ chửi vợ như thế mà anh còn nuốt trôi hay sao? Mẹ cứ làm như toàn bộ tội lỗi là của tôi hết ý. Bà có biết là con trai bà không chịu hợp tác đâu. Bực cả mình. Sao đấy em? À, em không biết, tự nhiên cửa bị khóa, em không mở được. Là tôi khóa đấy. Hai anh chị suốt ngày nói với tôi là bận này bận kia, không có thời gian sinh cháu cho tôi. Thế này thì nghỉ đi, ở nhà mà làm, khi nào ra cháu cho tôi thì tôi sẽ mở cửa. Ôi mẹ ơi, ai lại làm thế ạ? Mẹ mở cửa cho con đi, con còn phải đi làm mà. Mẹ, mẹ, mẹ. Alo, mày lấy chìa khóa sơ cua, mở cửa cho anh nhá, mẹ khóa cửa phòng anh rồi. Ừ, thế nhá. Em thấy mẹ nói chưa chắc đã sai đâu. Lâu rồi vợ chồng mình không gần gũi. Hay là... Em làm cái gì đấy, bỏ ra. Anh Cường, phản ứng này của anh là sao? 4 tháng nay anh không đụng một người vợ rồi. Anh hết yêu tôi rồi đúng không? Anh có người phụ nữ khác đúng không? Em đừng có linh tinh. Anh làm gì có thời gian mà ngoại với trả tình. Thế thì tại sao? Hay là tôi không còn hấp dẫn nữa? Anh tụt hứng? Hay là anh không thích phụ nữ? Anh thích đàn ông à? Rồi ôi, anh cưới tôi mấy năm trời chỉ để về làm bình phong cho anh à? Tưởng là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ. Em đừng suy diễn nó có được không? Anh là trai thẳng, anh không thích đàn ông. Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại không đụng vào người em? Bây giờ chuyện sinh con không còn là chuyện riêng của hai vợ chồng mình nữa. Anh cũng biết mấy năm qua em áp lực vì mẹ như thế nào mà. Bây giờ mà không sinh con là mẹ bắt hai đứa mình ly hôn đấy. Kìa, nhưng mà anh chưa sẵn sàng. Này, bà đúng là cái loại lừa đảo. Con gái bà là cái loại câu điếc, là cái loại vô sinh. Bà không biết dạy dỗ con bà hả? Nếu bà không dạy được con bà thì mời bà đến đây rước nó về cho tôi. Chứ để nó cứ ở nhà tôi như thế này, tôi thêm ngứa mắt.
rồi là tốn cơm tốn của nhà này. Cái gì? Bà xin lỗi á? Nhà tôi không có lỗi để bà xin. Nhà tôi thất đức nên mới cưới phải con gái của bà, thấy được chưa? Mẹ, mẹ con có làm gì sai đâu mà sao mẹ nặng lời với mẹ con như thế ạ? Tôi nói gì sai à? Câu điếc thì tôi nói là câu điếc. Thế cô không điếc thì cô chứng minh đi, cô đẻ cho tôi một đứa cháu xem nào. Sao không làm được chứ gì? Thế thì nhà này vô phúc là đúng rồi. Tôi chửi như thế là chưa đã đâu, ngày mai tôi sẽ gọi điện chửi tiếp. Mẹ, con biết con về làm dâu mẹ 4 năm nay chưa có cháu là con sai. Nhưng mà trong chuyện này có phải một mình con quyết định là được đâu ạ. Chồng con, anh ấy không đụng vào người con thì làm sao mà có em bé được ạ? Sao? Thế bây giờ cô lại đổ lỗi cho con trai tôi hả? Con trai tôi nó cao to khỏe mạnh hưng hực hưng hực như thế làm sao mà nó có thể yếu được? Cái tầm tuổi nó bây giờ chỉ có thiếu thôi, chứ làm sao nó có thể lãnh cảm với vợ được? Chỉ có thể là tại cô. Cô đã làm cái gì để cho nó chán trường, để nó không thèm nữa? Trời ơi, như thế này ấy, chỉ khổ con trai tôi thôi, khổ cho dòng họ nhà tôi thôi. Cô mà không làm được cái chuyện này nữa nhá, thì để tôi đi lấy vợ khác để cho con trai tôi. Mẹ, cùng là phụ nữ với nhau mà sao mẹ nói như thế ạ? Con với anh Cường vẫn đang là vợ chồng, bọn con đã ly hôn đâu mà mẹ định kiếm người phụ nữ khác cho chồng con ạ? Sao cô có thể so sánh với tôi được? Tôi ở cái tuổi cô nhá, tôi hai đứa con rồi. Mà cô, cái thời ngày xưa nhà chồng người ta cạo đầu, người ta chả có về ngoại lưu rồi. Phụ nữ thì có người này người khác, bao giờ đẻ được thì hãy nói chuyện với tôi. Kệ em. Anh trai, nghe nói vợ anh không làm được, để em giúp nhá. Này, cô là ai đấy? Sao cô vào đây được? Thì tất nhiên có người mở cửa cho em mới vào được chứ. Nhưng mà anh không phải lo, cứ yên tâm mà tận hưởng đi, để em kiểm tra cho nhá. Hai người làm cái trò gì đây? Vợ ơi, em phải nghe anh. Anh không biết cô ta là ai hết. Cô ta tự nhiên trèo lên giường của anh. Anh không biết cô ta là ai, vậy mà cô ta vào nhà mình, cô ta trèo lên giường của mình à? Này, anh đạp hơi bị đau rồi đấy nhá. Chị làm cái gì đấy? Cô là ai? Tại sao cô phi vào nhà tôi? Cô trèo lên giường ngủ với chồng tôi. Bỏ ra. Cái gì đây? Hả? Này này, sao lại đánh con bé như thế hả? Rồi á, chuyện nhà bác tự đi mà giải quyết với nhau. Vì tôi thương bác nên tôi mới đến giúp, thế mà bị đạp, bị đánh như thế này đấy. Ôi trời ơi, bác xin lỗi cháu nhá. Thôi bây giờ cháu cứ về đi, rồi bác sẽ gửi thêm tiền bồi dưỡng cho cháu. Bác xin lỗi. Xin lỗi. Mẹ, chuyện này là sao ạ? Sao với răng cái gì? Cô không đẻ được thì tôi phải tìm người khác đẻ cho con trai tôi chứ. Đợi cô thì đến bao giờ? Để cho gia đình nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn à? Tự nhiên thì đi làm thì về đây là hỏng hết được chuyện tốt của người ta. Anh đã nghe thấy cái gì chưa? Anh nhìn thấy mẹ anh làm cái gì chưa? Vậy mà anh vẫn còn ngồi im không nói gì à? Anh không định nói cho mẹ anh biết à? Kiểu mẹ, sao mẹ lại làm thế? Chuyện con cái cô đã bảo là từ từ rồi tính rồi cơ mà. Từ từ cái gì? Tôi đã ra hẹn rồi mà vợ chồng anh chị có làm được đâu. Cho nên là bây giờ tôi phải tự làm. Mà bây giờ lấy vợ về không đẻ được thì tiếc cái làm gì? Ly hôn đi. Nhưng mà con rất yêu vợ của con. Yêu? Yêu mà không động nổi vào đến người của nó, không sinh nổi được con được cháu cho nhà tôi thì yêu cái nỗi gì? Cô đi đi, cô ra khỏi nhà tôi đi, nhà này không chứa cô nữa, cô đi, đi đi. Đã đến nước này rồi thì con cũng sẽ không cố ở trong ngôi nhà này để nghe mẹ chửi rủa nữa đâu ạ. Con xin lỗi mẹ vì 4 năm qua về làm dâu của mẹ mà không làm tròn được trách nhiệm. Bây giờ con sẽ giải thoát cho con trai của mẹ, rồi sau đó mẹ cứ tùy ý mà hỏi lý do ạ. Vợ ơi, em làm sao chứ? Em đừng đi. Bỏ tôi ra. Vợ, ở lại đây. Này, bà còn đứa cháu nào nữa không? Giới thiệu cho tôi một đứa. Tôi vừa tống cổ cái đứa con dâu cao điếc của tôi ra khỏi nhà rồi.
Bây giờ tôi phải tìm đứa khác về đây để đẻ băng được cháu cho tôi. Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế ạ? Mẹ mà còn làm thế này một lần nữa ấy, con cũng đi cho mẹ xem. Vợ ơi, vợ. Lắm vẹo, thích quá đi chứ lại còn gì nữa. Làm cái gì đấy? Bảo gần gũi với vợ thì không chịu, bây giờ lại tự mình làm cái chuyện này à? Không phải như em nghĩ đâu. Anh... Anh à? Anh làm sao đấy? Bị đau à? Em xem nào. Thôi thôi, ai lại làm thế? Đừng xem. Vợ chồng với nhau thì làm sao? Em xem nào. Anh... Anh bị sùi màu gà. Anh đã bảo là em đừng xem rồi. Thì ra đây là cái lý do mà anh không chịu gần gũi tôi đúng không? Mẹ, mẹ ơi, mẹ bảo mẹ xem con trai của mẹ đây này. Làm sao? Có chuyện gì mà ung sùm lên thế hả? Con biết vì sao con trai của mẹ không chịu gần gũi con, không chịu sinh cháu cho mẹ rồi. Anh Cường, anh ấy bị sùi màu gà mẹ ạ. Cái gì? Sao lại bị bệnh đi được? Cường, sao mà lại đến nông nỗi này hả? Con... thực ra con... Nói! Mấy tháng trước, con có đi liên hoan với công ty. Do uống rượu say quá, nên là con không tỉnh táo. Lúc đi karaoke thì... mọi người có gọi tay vịn. Mà con thì... con cũng chơi ạ. Lúc tỉnh dậy thì... con hối hận không kịp mẹ ạ. Mấy tháng sau thì... con phát hiện ra con bị thế này. Chàng ơi, anh không động vào em ý là bởi vì anh không muốn lây cho em. Anh muốn bảo vệ em. Em phải hiểu cho anh chứ. Hiểu cho anh á? Anh bảo tôi hiểu cho anh như thế nào? Anh đi chơi gái về anh bắt tôi hiểu cho anh á? Anh cứ làm như tôi phải biết ơn anh lắm ý. Những lúc mà mẹ anh mắng nhiếc chì chiết tôi, rồi đi rêu rao khắp nơi là tôi vô sinh, thậm chí còn gọi về nhà chửi mắng bố mẹ tôi, thì anh có hiểu cho tôi không? Hả? Thì anh cũng đâu muốn như thế. Anh không muốn thì anh đi chơi gái làm cái gì? Hả? Tôi đã làm gì sai với anh? Hả? Tôi yêu thương anh, tôi nhẫn nhịn anh, tôi chịu đựng anh. Tôi có để anh thiếu thốn cái gì không? Để rồi anh đi chơi gái, bây giờ anh nhiễm cái bệnh kinh khủng này. Hả? Những cái lúc mà mẹ anh mắng nhiếc chì chiết tôi, anh cũng không bênh tôi đến một câu, anh cũng không giải thích. Có phải là tôi chiều anh quá, thế nên anh hư đúng không? Vợ ơi, là anh một lần chót dại, tại anh không tỉnh táo. Vợ ơi, anh xin em đấy. Mẹ, bây giờ con trai của mẹ mắc bệnh truyền nhiễm như thế này, mẹ có đi rêu rao khắp nơi giống như cái cách mà mẹ rêu rao con vô sinh không ạ? Mẹ có biết là suốt khoảng thời gian qua con đã phải chịu đựng cái ánh mắt miệt thị của mẹ, rồi sự soi mói của họ hàng làng xóm. Con đi ra chợ, những người ta không biết con, người ta cũng nói là con vô sinh. Thì bây giờ nó bị như thế này, con phải thông cảm, phải giúp đỡ chồng chứ. Giúp đỡ ạ? Thế lúc mẹ nói con vô sinh, mẹ có giúp đỡ con không ạ? Hay là ngày nào mẹ cũng đay nghiến, mẹ cũng chửi rủa con, mẹ không coi con là người? Con chịu đựng cái ngôi nhà này quá đủ rồi, từ giờ con sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa đâu ạ. Còn anh, chúng ta ly hôn đi. Tôi ghê tởm anh. Vợ ơi, đừng bỏ anh mà vợ ơi. Cường ơi là Cường, nhục quá đi, mất nhục chết mất thôi con ơi. Thằng con không được cái tích sự gì cả. Sao mà mày lại để bị cái bệnh như thế này chứ hả? Để bây giờ vợ mày nó chửi vào mặt tao, họ hàng làng xóm người ta chửi vào mặt tao, người ta chửi là tao không biết dạy con, người ta chửi là cái nhà này vô phúc. Mẹ tưởng con muốn như thế đấy à? Vừa đau vừa nhục chứ tưởng đây.